Xin chào anh chị khách hàng. Video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về dự án DA sẽ được chủ đầu tư An Gia phát triển trong năm 2021 này. Thì thông tin dự án hiện nay chủ đầu tư An Gia chưa công bố, mình chỉ biết được vị trí dự án sẽ đặt ở đâu. Và thông tin một vài cơ bản là tên dự án của mình là DA thôi. Thì dự án của chúng ta sẽ nằm ở mặt tiền đường Hoàng Quốc Việt anh chị khách hàng nhé. Thì như anh chị thấy sau lưng của Giang đây là nhà mẫu An Gia Gallery. Thì tại vị trí này á là chủ đầu tư An Gia đặt sa bàn và những cái căn hộ mẫu của dự án, tất cả những dự án gia đã phát triển. Thì sắp tới đây dự án DA cũng sẽ được phát triển và đặt sa bàn nhà mẫu ở đây luôn. Và dự án của chúng ta là nằm phía sau nhà mẫu An Gia Gallery này luôn anh chị khách hàng nhé. Thì sau đây Giang sẽ dùng flycam để quay lại những hình ảnh thực tế mà dự án đang tiến triển xây dựng như thế nào. Thì hiện nay dự án của chúng ta đã làm xong phần hầm móng rồi và đang xây dựng lên. Thì mời anh chị khách hàng cùng mình tham khảo dự án DA của chủ đầu tư An Gia anh chị khách hàng nhé. Đó là những cái hình ảnh mà anh chị khách hàng vừa xem qua bằng Playcam. Nếu anh chị khách hàng nào quan tâm, vui lòng để lại số điện thoại dưới phần mô tả này. Hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia sẽ hỗ trợ thông tin chi tiết và nhanh nhất đến anh chị khi nào chủ đầu tư An Gia cung cấp thông tin chi tiết hơn. Và anh chị muốn sở hữu căn hộ tại đây thì có thể liên hệ với Giang. Thì Giang dự đoán chừng trong cái tầm phân khúc này thì khoảng chừng 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ một căn thôi. Rất là phù hợp với túi tiền của những anh chị khách hàng nào trong cùng phân khúc. Hẹn gặp lại anh chị tại 89 Hoàng Quốc Việt, An Gia Gallery. Xin chào anh chị khách hàng.